Hi, xin chào, là Vinh đây. Trong chuyên mục Đất đẹp Long Thành ngày hôm nay thì Vinh rất vui được giới thiệu với mọi người những sản phẩm mới mà Vinh vừa được nhận ký gửi. Hiện tại thì Vinh đang có mặt tại xã Lộ 25 của huyện Thống Nhất, sát ranh giới với lại cầu Cái Hảo thuộc xã Bình An, huyện Long Thành. Vừa rồi thì khách hàng người ta có đến công ty Vinh và ký gửi 10 lô đất đường một xẹt của tỉnh Lộ 769, ngay sau lưng đất của Vinh đây. Mọi người có thể thấy là chủ đất thì người ta cũng đã rào hàng rào bao quanh hết rồi. Và thế đất ở đây cũng rất là bằng phẳng, vuông vức. Tổng cộng thì Vinh được nhận ký gửi là 10 lô đất. Trong đó thì diện tích dao động từ 1.000 cho đến 1.200 m². Bề ngang tiêu chuẩn là từ 20 đến 25 m. Và chiều dài là 50 m. Đây là đường một xẹt rẽ nhánh từ tỉnh Lộ 769 quẹo vào. Mọi người có thể thấy đây là đường bê tông 7 m, rất là rộng và xung quanh là đã có khu dân cư hiện hữu hết rồi. Thì hiện tại vị trí này khi mà Vinh xuống khảo sát thực tế ngày hôm nay thì Vinh thấy nó rất là đẹp. Bởi vì cái thứ nhất là nó rất là gần với lại tỉnh Lộ 769 luôn. Mà khi mà mọi người xuống Long Thành thì cũng đều đã biết đường tỉnh Lộ 769 là cái đường huyết mạch nhất tại Long Thành hiện tại. Cái thứ hai nữa là cái tuyến đường này cũng rất là gần với lại đường Hương Lộ 10 mới mà sẽ thông xe vào cuối năm nay. Ban nãy thì Vinh có chạy thử đường Hương Lộ 10 mới thì hiện tại là chỉ còn một đoạn nhỏ tại khu vực xã Bình An cần xây dựng nữa là xong. Còn các khu vực xã Cẩm Đường, xã Sông Nhạn và xã Lộ 25 là đều xong xuôi hết rồi. Cái thứ ba nữa là những cái mảnh đất này thì đều đã có sổ hồng riêng hết rồi, cho nên là vấn đề mình mua bán rất là thuận tiện và cũng rất là nhanh gọn. Và đặc biệt nữa là cái dạng sản phẩm mà 1.000 m² mà gần với tỉnh Lộ 769 như thế này á, thì nó rất là hiếm hàng. Ở khu vực mà Vinh hiện tại giống như ở công ty Vinh á, là xã Lộc An, xã Bình Sơn, thì những cái dạng sản phẩm như thế này là cực kỳ hiếm luôn. Và giá bán của những cái lô như thế này rất là cao. Hiện tại là ở xã Lộc An, nếu mà mọi người đi khảo sát nhiều á, thì sẽ thấy là cái dạng 500 m, 700 m, 1.000 m² mà gần tỉnh Lộ 769 như thế này á, thì hiện tại người ta đang bán đơn giá bán đã từ 6 đến 7 triệu đồng một mét vuông rồi. Mà đấy là giá dành cho đất xào nhé, đất 1.000 mét vuông nhé. Còn hiện tại ở đây, nghe giá bán mọi người chắc là hơi bất ngờ đấy. Vì hiện tại ở đây là giá bán mà chính chủ người ta ký gửi cho công ty Vinh luôn là 2 triệu 8 một mét vuông. Đơn giá quá rẻ luôn, quá rẻ để mà đầu tư luôn. Gần đường tỉnh Lộ 769, đất vuông vức bằng phẳng, đã có ranh giới mốc rõ ràng rồi, đã có sổ hồng riêng luôn rồi. Sát bên là tuyến đường Hương Lộ 10 mới mà chuẩn bị thông xe vào cuối năm nay. Và đối diện với đất là quy hoạch khu công nghiệp Dofico. Thì chắc mọi người xuống Đồng Nai thì cũng chắc là không có lạ lẫm gì nữa với công ty Dofico, làm rất là nhiều khu công nghiệp to hoành tráng. Và gần khu công nghiệp thì cái số lượng mà dân cư cực kỳ đông, mọi người có thể kinh doanh được, làm nhà trọ được, làm nhà ở được, mua đầu tư được. Nói chung là mình có rất là nhiều công năng sử dụng đối với những cái mảnh đất mà gần khu công nghiệp và đặc biệt là gần đường tỉnh Lộ nữa. Thì cái dạng sản phẩm hiếm hàng, khu dân cư xung quanh hiện hữu sẵn, đường bê tông 7 m, đối diện là quy hoạch khu công nghiệp Dofico, phía bên tay trái là đường Hương Lộ 10 mới chuẩn bị thông xe, thì Vinh nghĩ là cái dạng sản phẩm như thế này, cái biên độ lợi nhuận khi mà mình đầu tư được rất là cao. Nếu mà mọi người quan tâm hơn nữa về những cái mảnh đất như thế này thì liên hệ cho Vinh qua số điện thoại phía bên dưới 0908 200 125. Mọi người có thể search Facebook của Vinh hoặc Zalo của Vinh để mình tương tác nhiều hơn nhé. Cảm ơn cả nhà. Xin chào.